Block 52, sự trở lại của một dân chơi. Hiện tại mình đang thực hiện cái chuyến đi của mình, đấy là chuyến đi lên Toronto. Mình có một cái event mời mình lên đấy quẩy các bạn ạ, nó gọi là hợp lú luôn. Đây là cái event nó mời mình lên đó và mình sẽ tham dự cái chương trình đấy vào ngày mai thứ bảy, và ngày hôm nay mình sẽ lên Toronto. Thì là các anh nghe thấy cái độ lạnh khủng khiếp của nó như nào rồi, đéo hiểu kiểu gì, bắn nó có mặt cả o luôn mà. Hiện tại mình đã đến Toronto và đang đợi em mình đón. Thế đéo là tại mình cảm thấy mình làm vlog đủ quá rồi đấy các bạn ạ. Kiểu sau vòng một tháng vừa qua ấy, mình kiểu tập trung học bài nhiều quá, thế xong rồi mình học nhiều, mình thích học quá, xong rồi mình bị lú. Hay lú xong rồi mình lại không làm được vlog, tức là mình bị thích học hơn đấy. Giải thích thế nghe nó cũng hợp lú đấy nhở. Thích văn vẻ không mà cái mẹ thằng danh con này. Ngày hôm sau. Gucci gang. Chữ Kara không? Có phải là em mặc áo đi hoodie màu trắng không? Em hoodie màu trắng đúng không? Đâu bố thấy mày rồi nhá. Đốt. Đâu rồi, hoodie màu trắng đâu rồi? Hoodie màu trắng, kiểm tra hành chính đây. Hoodie màu trắng thế anh chưa?
À kìa, mày hoodie màu trắng. Hoodie màu trắng ngáo hay là hoodie màu trắng? Đâu rồi? Hoodie màu trắng nhìn kỹ nào. Hoodie màu trắng à? Xin giới thiệu với các bạn, đây là Kin Bigfoot. À, hợp lý quá nhở? Hợp lý nhá. Nếu các bạn chưa biết thì Kin Bigfoot thì chính là một người thích xem vlog của mình và hâm mộ mình. Và thế đéo là hâm mộ đúng một cái thời điểm mình chưa nổi ấy, thế nên là biết nhau được. Làm cái đập tay em ơi. Đừng có lo. À, nó gọi là đúng bản sắc à? Đúng bản sắc à? Mình có một cái lời muốn gửi đến các bạn là đừng bao giờ khinh thường người khác. Ủa màn buông đi chứ. Quay đi hả? Cái địt mẹ thằng danh con này. Các bạn ạ, à, tình hình là tí nữa tầm 5 giờ, 5 rưỡi mình phải đến cái party ấy trước để mình nó gọi là meet and greet, tức là những người nổi tiếng gặp nhau. Người nào ở đây nổi tiếng ấy nhở? Nghe muốn đấm vãi luôn thầy. Muốn đấm luôn các bạn ạ, kệ đi nhá. Đừng, đây đéo phải là Ngũ Chí Nguyên đâu. Ngũ Chí Nguyên đéo được khoe khoang à. Nhưng mà ý mình là tí ở tầm đấy ấy, có một cái ca sĩ ở đấy khá là nổi tiếng. Không biết các bạn biết ca sĩ Huỳnh Tú là ca sĩ nào không? Em biết không? Biết không em? Biết. Mỗi mình đéo biết, thế nên là mình quyết định là tí nữa mình sẽ về mình Wikipedia hoặc là Google ca sĩ Huỳnh Tú ra, tí nữa mình đến đấy mình kiểu chém hả? Ui, cái bài này của chị em đấy hay lắm chị ạ. Cái bài này của chị đúng là một cái bài, nói chung là hit luôn. Hit, đúng rồi đấy. Rồi mãi về sau mình ngồi mình nghe chị nói, mình biết là chị là người hát bài Đường Một Chiều. Chị mà có xem vlog này hay chồng chị có xem thì em xin phép hì. Bây giờ bọn mình đang ngồi ở ngoài trời, bọn mình đang ngồi ra ngoài đường. Bây giờ bọn mình có cái trò này, chính là cái trò ba thằng sẽ ngồi chấm điểm các em gái bước qua từ 1 đến 10 điểm nha các em nhá. Từ 1 đến 10. Ok. Anh em chấm điểm ấy, chấm điểm. Em mày nào? Em mày 10. Em mày nào? 10. 10 à? Em? Em mày mấy điểm? Chịu à? Em mày đúng thật điểm 10. Anh nào? Điểm 10. Thật bên Tây mà bị mà bọn em bên Tây mà em quay bọn trẻ con nhiều ấy. Bố mẹ nó mà nhìn thấy ấy, bố mẹ nó có một cái sắc mặt khác con mẹ luôn. Hôm anh quay Halloween. Thế đéo lúc anh mở cửa ra để cho kẹo, mặt bố mẹ nó nhìn kiểu địt mẹ thằng chó này, mày quay đi à. Thằng danh con này. Chó à. Mặt bố mẹ nó đúng kiểu như thế luôn. Mấy điểm? Em này cứng luôn. Cứng luôn à? Không có đếm luôn. Cứng luôn à? Em này mấy điểm? 100 điểm. Em không đều có 100 điểm. 10 điểm. Vote. Em này mấy điểm? Em này Em này mấy điểm? 3 điểm. 3 điểm à? 3 điểm. Em này mấy điểm? 4 điểm. 4 điểm à? Là sao đều nói được. Xin chào các bạn. Chào các con vợ ấy à. Chí Nguyên cùng toàn thể các anh em ở đây. Xin chào tất cả các bạn. Được.
được đấy, ok. Thì hiện tại là mấy anh em đang khá là phấn khởi và vui vẻ đến tham dự cái bữa tiệc, một cái chương trình gọi là chương trình YMC Idol 2019 do Jetfit tài trợ. Và Jetfit cũng tài trợ cho mình xuống từ Ottawa và xuống đến Toronto để tham dự cái chương trình này cùng với các người anh em. Thế nên là vlog tiếp tục. Let's go. Nhưng mà lại vào ngày mai cơ. Tức giận đó. Đang xem vlog cắt sang ngày mai mới được xem. Thực ra thì mọi người hôm nay đang tổ chức Giáng sinh ở dưới nhà, thế nên là mình nghĩ là mình không thể nào mình ngồi ở trên này edit video được, mà mình cần phải tham gia cuộc vui này. Ừ, thế nhá, bye bye các bạn. Mai có vlog, video nó nhiều. Chí Nguyên comeback cực mạnh.